Thời gian gần đây, người dân ngõ chùa, thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm rất bức xúc về cơ sở sản xuất nhựa trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ sở trên do ông Hoàng người địa phương là chủ và đã từng bị Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải hai lần lập biên bản yêu cầu không mở rộng, sớm di rời ra khỏi khu dân cư, nhưng ông Hoàng chưa chấp hành. Việc tập kết các sản phẩm từ nhựa bị loại bỏ từ khắp nơi mang về, xay nhỏ ra, rửa sạch để bán cho các cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do sản xuất trong khu dân cư, ngoài xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, còn gây tiếng ồn và khí thải nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Việc tập kết các sản phẩm nhựa bị loại bỏ còn gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan. Yêu cầu là gia đình thực hiện, chấp hành và cũng có thể di rời ra cái địa điểm khác để thực hiện tốt theo cái việc như là đảm bảo theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường. Khi nếu mà gia đình mà không thực hiện đảm bảo đúng cam kết thì chúng tôi sẽ có cái xử lý theo quy định. Trong khi các địa phương ở huyện Văn Lâm đã và đang nỗ lực di rời các cơ sở sản xuất nhựa ra khỏi khu dân cư, do đó để đảm bảo môi trường bền vững, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải cần tuyên truyền vận động và có giải pháp sớm di rời hộ sản xuất nhựa nói trên ra khỏi địa bàn khu dân cư.